Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trận gió Tây tiếp tục gây mưa ở các tỉnh miền Bắc. Do có mưa nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở toàn miền Bắc đều duy trì mức thấp từ 18 đến 20 độ, trời rát suốt cả ngày. Dự báo ở miền Bắc trong đêm nay và ngày mai đều có mưa. Trong đó, khu vực các tỉnh phía Tây Bắc Bộ sẽ là những vùng có khả năng xuất hiện mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Do tình trạng mây nhiều nên nhiệt độ trong ngày mai ở Bắc Bộ sẽ duy trì ở mức thấp. Ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mức nhiệt từ 19 đến 21 độ. Trong khi các tỉnh thành khác ở Bắc Bộ nhiệt độ chỉ từ 15 cho đến 18 độ. Cả miền Bắc duy trì trạng thái mưa rắc. Lui xuống khu vực miền Trung, ở các tỉnh thành từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế vẫn duy trì tình trạng mây nhiều. Vì thế nhiệt độ ngày hôm nay và ngày mai ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, trời rét, nhiệt độ chỉ từ 19 cho đến 22 độ. Các tỉnh thành từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Ngãi, trời chuyển nắng, nhiệt độ sẽ tăng lên mức từ 23 đến 26 độ. Vùng từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận có nắng sớm hơn nên nhiệt độ cao từ 27 đến 30 độ. Trở xuống khu vực phía Nam, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết vẫn ổn định. Trong ngày hôm nay và ngày mai, cả hai khu vực này vẫn nắng ráo, nhiệt độ cao từ 28 đến 31 độ ở khu vực Tây Nguyên và từ 32 đến 30 độ ở các tỉnh thành phố thuộc khu vực Nam Bộ. Trên biển, ở khu vực huyện đảo Hoàng Sa và khu vực huyện đảo Trường Sa đều duy trì trường gió đông bắc mạnh từ cấp 4 đến cấp 5 và hầu như không có mưa dông, tầm nhìn xa trên 10 km biển lặng. Thời tiết thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của các bà con ngư dân. Theo như mô hình dự báo sớm GFS của Mỹ thì khả năng đến những ngày tuần sau trên vùng biển phía đông nam Philippines sẽ hình thành một áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển đổ bộ vào đất liền Philippines. Không loại trừ trường hợp áp thấp nhiệt đới này sẽ vượt qua Philippines và tiến vào biển đông nước ta. Tuy nhiên đây là dự báo sớm nên độ chính xác chưa cao, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin sắp tới. Mời quý vị đăng ký để theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.